Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với video tiếp theo của em. Thì video hôm nay em giới thiệu với mọi người là một số cái mẫu đồng hồ vận lăng và Amberkin nha. Đó, thì đợt này em cũng về ít mấy cái mặt hàng này các bác, đồng hồ vận lăng và Amberkin. Tại đợt này cái hàng không có được đẹp mà giá lại cao đấy, thành ra là cái phương châm của em là bán hàng hàng chất lượng mà giá hợp lý. Thế nhưng mà cái này thì bây giờ hàng nó cao á, mà hàng nó không có đẹp, thành ra là em cũng nhập ít cái mặt hàng này nha các bác. Đó, các bác thông cảm nha. Cũng trong thời gian này cũng nhiều bác cứ gọi điện hỏi em là cái đồng hồ cho em kìm, nhưng mà thực ra thì cái thời gian này cái mặt hàng nó ít đấy các bác, nó không có hàng đẹp, thì em nhập nó ít nha. Đấy, nên là các bác thông cảm nha. Đó, thì hôm nay em cũng có một số cái mẫu đó, thì cũng có mấy ba cái đồng hồ thanh lý này. Đó, cái đợt này hàng nó không có được đẹp, thật ra là nó có lỗi nha. Đó, nên em cũng nhập ít lắm. Đó, có ba cái này thanh lý nha, thì là 400.000 cái nha, 400k cái. Thì nó bị cái lỗi gì thì em cũng ghi hết ở đây rồi. Đó, thì em đã cũng tháo sẵn ra rồi để cho nó nhanh nha các bác. Đó, cái này thì là cái model là Sanwa 360 ITR nha. Đó, cái thang cái này nó có cái thang đo điện trở X10K nha. Đó, X1 này, X100, X1K và X10K nha. Đó, đo điện AC/DC là tới 1000V nha. Đấy, Japan nha các bác, đó, sản xuất tại Nhật hết nha. Đó, tại Nhật hết nha. Đó, cái này thì đó, em tháo sẵn này. Đó, nó thì còn trong, nó còn rất đẹp. Nhưng mà cái này cái này nó có cái hiện tượng, tức là cái kim của nó đo thì nó lại lúc nó về không này, lúc nó không nha. Đấy, này là 400k nha các bác, bao gồm máy và dây như này nha. Đó, thì đấy, đây là bên trong máy nha các bác. Đó, các bác thợ nha, các bác thợ mua về lấy để sửa chữa hay như thế nào nha. Đó, cái này thì là em bán thanh lý nha các bác. Đó, thanh lý nó có sao bán vậy nha. Đấy, này là giá thanh lý nha. Đây, em tháo sẵn này, còn vít thì để ở đây rồi. Đó, tại mấy cái này nó tháo nó cũng rất lâu nha. Đó, tháo sẵn rồi. Giờ em sẽ test các bác coi nha. Đấy, rồi, dây nha. Đó, đây là dây nha. Rồi, cộng trừ này, cộng trừ này. Rồi, đó, con này 10 ohm nha. Đấy, 10 ohm này. Thấy không? Đúng 10 ohm nha. Đó, rồi X100 này, cái này nó cũng dơ nhá. Rồi được không? Đấy, đó, nó về không nha, nhưng mà lúc thì nó gần tới không rồi thôi. Đấy, đây là mà thay lỗi thì bán đây còn là 2.17 nha. Đó, hơn 2 nha, hơn 20 nha. Rồi, rồi X1K này. Đấy, rồi 59,7 60 này. Đó, 60 nha. Rồi, X10K này. Đấy nha, đây các bác nha. Đó, nó chưa tới không nha, lúc nó về tới đó lúc nó không nha. Đấy, đấy giờ nó về tới không này. Nó bị cái kiểu gì á. Rồi, đó, gần 6 nha. Rồi đo điện DC này, để 50V này. Em test sơ nha các bác. Đó, lên nha. Đó, nói chung nó chỉ bị cái vậy thôi. Giờ nó điện AC nha, AC này. Đấy, nên bình thường nhé. Đó, này. Đó, 225V. Rồi, ok. Đó, máy và dây này nha. Mấy cái lỗi lỗi này thì em test nhanh nhanh, tại nay cũng nhiều đồ quá, mười món này test lâu. Đó, này trong máy thì như này nha các bác. Đó, đấy, cái này dành cho những bác thợ nha. Đây con vít em để đây, nát em sấy sau nha. Bác thợ mua về các bác hiệu chỉnh cái gì đó nha. Đó, mã này là 400 nha các bác, 400 nha. Này mã số 1 nha, 400. Đấy. Rồi, lại qua đây. Rồi, cái này mã số 2. Số 2 cũng 400 luôn. Cái này thì nó bên trong là người ta đã sửa rồi. Đó, cái này em ghi này.
H2 400, cái này bên trong là người ta đã sửa rồi nha. Khi mà lấy về thì bên trong nó sửa rồi. Cái này á thì nó lại chạy pin 9V nha các bác. Còn bình thường những cái dòng này á, thì nó có cái model nó chạy pin 22,5V. Còn riêng cái này là chạy 9V. Đó. Thì đây này. Cái này tức là em lấy về em thấy người ta sửa rồi nha các bác. Đó, cái này người ta sửa rồi nha. Đây này, chắc người ta đo nhầm nên là người ta sửa, người ta thay, nhưng mà người ta thay người ta cộng cái điểm trở vào nó vẫn đúng nha, nên là đo nó vẫn thấy chuẩn nha. Đấy, mấy cái này nó có sơ đồ hết nha các bác. Để em cái này em quên muốn đem sơ đồ vào đây rồi. Lát em lấy cái sơ đồ em để vào đây cho các bác, về các bác lấy cái số liệu nha. Đó, đây là máy của nó nha các bác. Cái này thì em thấy người ta sửa rồi nên là em bán lỗi nha. Đó, chứ không bình thường cái này nó cao tiền nha các bác. Đó, đây là thấy người ta sửa rồi này. Đó, dòng này nó chạy pin 9V nha. Đó, ốp ở đây, vít ở đây này. Đấy, rồi để đo nha các bác. Đây. Rồi, X1. Đấy, về không nha. Cái này để lâu dùng cũng dơ. Về các bác lấy dính nhám không đánh. Tạm. Rồi, cái này 10 ohm này. Đấy, 10 ohm đúng nha. Người ta thay con điện trở vào nhưng mà thay đúng cái chỉ số đó. Nhưng mà em thay lỗi là bán lỗi liền các bác. Rồi cái này 2.17 này. Đó. Rồi 1K này. Anh em đo đại khái rồi. Đấy. Rồi gần 60 nha. Rồi 10K, 10K cắm lên này. Đó, đây nha, cầm tay lên này. Đó. Cái dòng nó chạy pin 9V này nha, là các bác thay pin nó dễ. Đó. Rồi. Đấy, gần 6 nha. Ok. Rồi, DC này, 10V này. Đấy, 50 này. Rồi. Rồi. Đo điện 250 nha. Đó. Đi cao hết này. 230 mấy 240, này chắc là sai điện rồi các bác, sai điện chắc là cái thang điện như người ta thay điện trở không đúng nha. Đó là nó sai điện lên tới 240V. Hiện tại điện đang là 227V này. Đó, cái điện nó sai nha các bác. Đấy, về các bác thay con điện trở lại nha. Đó, cái con điện trở này đây này. À, đúng rồi đó, chắc là con này người ta thay sai chỉ số này. Đấy, có sơ đồ nha các bác, nên là các bác yên tâm, em có sơ đồ hết nha. Đó, 400 nha, hàng thanh lý nha các bác. Thế mấy con này nó bình thường thì nó phải 8-900 mà nó lỗi này là bán lỗi chưa bằng giá tiền, lại còn bao ship nữa, dây đầy đủ nha. Đó, đầy đủ nha các bác, 400 nha, mã số 2 này. Rồi, tiếp tục mã số 3, con này cũng thanh lý này. Con này cái còi vép của nó không có kêu nha. Đó, không có kêu nha, cũng 400 luôn nha các bác. Rồi, dây nha, dây này là dây Nhật mới nha các bác. Rồi, com này. Đó, nó ôm. Rồi, bật ở đây nha. Đấy, dòng này dòng số nhá. Nó ôm trước này. Đây, cái thang còi bíp này nó không kêu nha, còi nó hư nha các bác. Đó, bán thanh lý nha. Để ôm này. Rồi con này mình lấy ôm nha. Để ôm chỉnh ôm đây, chỉnh chỉ số ở đây. Ôm. Mười sáu ôm, có khả năng bị yếu quá.
59 này. Đó, 59,4 nhá. Con này 2.17 này. 2.18 nhá, con này 10 ohm này. 10 thì nó đo 16 ohm. Đó, có khả năng yếu pin các bác. Em mấy con thanh nít này cũng test sơ sơ đi nha. Rồi diode này. Con này đó lên nha, kiểu này không lên này. Rồi con này đo tới 20 A nha. Rồi cái nhà đo điện là AC, đây đang là DC này, con này 9.7 này. Đó 9.58 này, con này 1.6 này, 1.569, 1.6 nha. Giờ đo điện AC có ấn đây nha, chuyển sang AC đây nha. Đó 228V, rồi đúng luôn nha, 228, ok nha các bác, đó đúng nha. Rồi ok, đó con này cũng thanh lý nha các bác. Để em tháo nó coi. Đấy, pin vẫn pin zin của nó. Rồi. Đây này. Là cái quả bếp của nó hư, người ta cắt rồi nha. Quả bếp đó nha. Đó nó hư quả bếp rồi nha. Rồi mã số 3 cũng 400 luôn nha các bác. Đó, máy và dây này nha. Đó, dây nha, dây dây này là dây nhập mới nhé. Rồi đó có 3 con thanh lý nha các bác. Đấy, rồi tiếp tục đến con đồng hồ là chất đẹp đây, con Horan. Con này Horan nó cũng là con Sanwa nha. Đó này mã số 4 800 nha, 800 này, nằm trong cái hộp cũng đẹp luôn này. Đó đẹp chưa. Đấy. Rồi đó dây này zin nha. Ô nó là đất đây này các bác ơi, đất này, đất đây rồi, về các bác hàn nó vào nha. À, về hàn lại nha, nút đây hàn nha. Này nó đắt dây rồi nha. Đấy hàn này. Nó giống vậy nè. Đấy hàn lại nha. Có sao ăn vậy. Đó. Cái này thì em cũng hàn thôi, nhưng mà em muốn để các bác về các bác tự hàn nha. Đó. Rồi giấy này. Đấy giấy nha. Rồi ra ven này. Đó, con này còn rất đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa? Tháo bên trong nha. Đó, con này á, nó cũng là con giống như con Sanwa nha. Đây này, nó cũng giống con này các bác. Đây này, nó cũng giống kiểu con này này. Đó cũng là Sanwa nha. Honda nó Sanwa nó là một nha các bác. Đó giống giống như vậy ha. Nè. Đó bên trong nha. Rồi lấy quá coi bên trong con này đó, con này cũng giống vậy ha. Đó, Honda này nó cũng là Sanwa nha. Đây là cái dây quả bit này. Đó thì cái này người ta cắt rồi nha. Đó, vừa các bác thấy không? Đó. Cũng giống giống vậy thôi ha. Đó. Rồi, bên trong nha. Đó, cháy đầy đủ nha. Rồi đó con này dây thì nó bị đứt cái này rồi, về các bác hàn nha. Cái này chỉ em trừ đi 50k nha. Để em lấy cái dây này test nha các bác.
bị kết không để ý á, thấy lấy về thấy nó mới cái đậy vậy. Đấy. Rồi con này điện này rồi bật nha, đó lên nha, rồi nó ôm được đây, nó bít nha, đó tiếng bít đấy, ngoài nghe bít không đó. Rồi nó tụ này, à quên, nó đi ốt nha, tụ đó lên nha, rồi nó không lên này, rồi rồi nó vôn nha, nó vôn này, đang là DC nha, à thiết đo ôm đấy, ôm nha, rồi con này 10 ôm nha, đó 10 ôm đúng chưa, ok nha, rồi con này 2.17 này, đó đúng luôn nha, 2.17 nha, rồi cái này 59.7 này, đấy 59.6 nha, rồi đo điện, đo điện này, đây bật ngang cái thì nó mặc định là DC nha, con này 9.7 này, đó 9.6 nha, đó con này 1.6 này, đấy 1.6 này, rồi đo điện AC thì các bác ấn ở đây nha, đấy AC này, rồi 229V, 230 này, đó tương tự nhau ha, 28-30 nha. Rồi cái này là cái chỉnh các chế độ này, đó, chỉnh các chế độ tức là để ôm nha các bác, là ca ôm này, chỉnh tăng ôm này, đó, mê ôm này, đó chỉnh chế độ nha, rồi đầy đủ nha các bác. Đấy. Rồi, con này nó còn nguyên siêu nó chưa có bóc nha, đấy, nguyên là chưa bóc, là rất mới nhé. Hầu sử dụng rất ít nha các bác. Đó, tắt này. Giấy đầy đủ nha. Đây nó còn cái dính này. Này dính vào đây. Không lại dính ở đây các bác. Này chắc là lớp băng keo này. Đó, này chắc là để dính vào đây. Đấy. Rồi. Đó. Đây nha, dây của nó chắc chưa đo sao các bác này. Đây, dây còn mới này. Đó, đầu mạ màu vàng mới này. Đó, dây jean ấy. Nhưng mà lướt cái này thôi. Đấy. Rồi có hàn đó các bạn nhé. Hàn. Em không để ý các bạn. Tại thấy nó mới này là mình chưa có test thử luôn. Vứt ở đây không à. Đó. Hộp đầy đủ nha. Rồi con này bớt như 50k nha, trừ 50.000 nha, còn là thôi mình 700 nha, 700k nha, tại con này nó bị dây nó đứt đấy, bác mua con này lời được 100.000, bán con này không có lãi mà đứt dây em hàm được các bác, cái này thôi để các bác về con này. Rồi mã 4700. Rồi con này là con SP18D này, mới nha, rất mới nha các bạn, SP18D. Đấy con này mã số 5700 luôn, Sanoa này. Đấy. Con này chưa sử dụng nha các bác, con này chưa sử dụng luôn đấy, kiểu như hàng trưng bày các bác này. Này. Đó. Nhà men này, nhà men này, nhà men nha. Rồi, đây nắp để đây. Con này các bác có thể kê đá như này được này, tựa ở đây này. Rồi. Con này nó giống như con kit 8D. Đây. Đầu của nó này. Đó, đầu này. Đây nha. Đấy, đầu. Đó. Rồi. Này nó coi. Con này nó có thang đo nha.
X1, X10, X1K và X100K nha. Đó, X100K luôn nha các bác. Đó, đo điện AC DC tới 600V nha. Đó. Rồi. Model này SP18D. Đấy. Rồi, làm test nha các bác. Rồi, X1 này. Cho nó về 0 này. Rồi, con này 10 ohm nha. 10 ohm này. Đấy, 10, gần 10, xít 10. Rồi. X10 này. Rút này đo cho dễ. Rồi. Thì không nha. Rồi bây giờ con này 10 nó sẽ là 1 nha, nhân lên 10 lần mà. Đấy, 10 nó sẽ là 1 nha. Rồi, X1K nè. Rồi, được không nè. Đó, là 2.17 nè. Rồi, hơn 2 xíu ha. Rồi, 59.7 nè. Đấy, 60 lon nha. Đúng giờ. Rồi, này, X100K nè. 100K nè. Đấy, cầm lên cầm mắt luôn. Rồi, so kim. Rồi, không nha, hồi này 59.7 này. Đấy, gần nó là 0.6, gần 0.6. Đó. Rồi đo điện DC này. Đấy, 3V này. Cục pin 1.6 này. 3V thì các bác nhìn cái thang 300 này nha. Đấy, 1.6 thì nó sẽ là trên 150 này nha. Rồi. Đấy, trên 150 nha. Rồi 12V này, 12 nó có thang 12 luôn này. Đó, cục pin 9.7 nhá thì nó sẽ là gần 10 ở đây nhá. Đó, gần 10 nha. Rồi. 30 này. Đấy, gần 100 nha. 120 này. Rồi, 600 thì cái này nó chỉ nhích thôi nha các bác. Rồi. Đo điện AC này để 600 nó nhích thôi nha. Rồi. Để 300 nha. Đó, 300 thang 300 này. 200V này, 250 này, 225 này. Đó. Rồi. 230V. Ấy, nó giống đồng hồ này luôn. Đó, 230 này. Đó. Thường thường đồng hồ kim nó sẽ thấp hơn mấy volt ấy, nhưng cái này nó cái này với cái kit 8D là nó giống như đồng hồ điện tử. Đó, nó đo giống vậy luôn. Rồi, cái này nó có tắt này. Đấy, tắt nha. Để tháo xong cho nó coi nha. Đấy, đây bên trong nha. Còn này linh kiện nó ở dưới hết. Đấy, pin này pin Nhật này, pin Nhật của nó nha. Đó. Cầu chì này, cầu chì sơ cua này. Đấy. Rồi, nó vậy này ha. Các bác coi video trong xin một like nha các bác, một like đăng ký kênh chia sẻ nha. Đó, để cái video được gửi tới nhiều người biết đến hơn. Đó, cảm ơn các bác nha. Đấy. Rồi, đẹp nha. Mã số 5700 nha. Giấy. Hộp đầy đủ nha. Đó. Này hàng trưng bày á. Rồi. Đó. Rồi. Giờ đến toàn đồng hồ Amber kim, Amber kẹp thôi. Đấy, Amber kẹp nha. Đây. Amber kẹp này. Đó. Giới thiệu các bác là cái chiếc Yuki nha. Này mã số 6800 nha. Đấy, nó có cái bao này này. Dây này dây Nhật mới nha. Đó, bao này.
này chắc lấy dây quá, này lấy dây được này. Đó, đây. Đó, nhập về nó có cái bao vậy ha. Đó, đóng lại. Đó, đóng lại. Rồi mã số 6800 nha. Đấy, em test nha các bạn. Rồi con này là model là 3261 nha, Yuki 3261 nha các bạn. Đấy, Yuki 3261 này, nó đo điện là ACDC, à đo điện AC đấy nha. Đấy, AC là tới 1000V nha các bạn, đo ampere cũng tới 1000V nha. Đấy, đo ôm này. Đó, đo ôm này. Đó, nó có cái thang này là đo ampere là dưới 10A thì mình nhấn ở đây, trên 10A mình nhá ra để lấy chỉ số chuẩn nha. Đó, rồi đem test này. Rồi, test ôm trước đây nha. Đây dây nhật mới nha, mình lấy cái dây này được nha các bạn. Để mà test điện trước ôm trước nha. Mỗi cái này có này, còn mấy cái này là không có đo điện nha. Rồi, đo ôm thì các bác cắm cổng đen ở đây nha. Cổng đỏ qua bên này nha. Đấy là đo ôm nha, bật lên này. Rồi, đo ôm nha, còn đo điện gạt sang bên này nha. Đo ôm nó giống như là đo thông mạch thôi. Đấy, ôm này. Đấy, lên nha. Đo ôm nó giống đo thông mạch nha các bác. Đấy. Lên nha. Rồi, đo điện gạt qua bên này nha. Đấy, gạt qua bên này. Rồi chuyển cái rắc đỏ qua bên này nha, mới đo điện nha. Các bác để rắc đỏ bên này, các bác cắm là nó cháy cầu chì nha. Đấy, đo điện này. Rồi 232V. Rồi 31 này, 231 này. Đó, 232 này. Đó. Rồi đo điện, ok. Rồi nó ampe nha, ampe các bác gạt ở giữa này nha. Đấy, gạt giữa. Rồi, con này nó chỉ đo được AC đấy nha các bác, không có đo được DC đâu. DC phải cái dòng cao cấp hơn. Rồi, để em test mấy cái máy sấy. Rồi, cái máy sấy này vượt 4A vẫn test máy đây. Đấy, đây các bác dễ nhìn này, nó kẹp ở đây nha, nói chung kẹp ở đây cũng được nhưng mà cái này thì nó khó nhìn nha. Đấy, kẹp đây thì các bác đối xứng cái này cho nó dễ. Đấy, nghiêng lên cho các bác nhìn nó dễ, nó bị lóa bông điện không. Đấy, đây nhá, ampere ở đây nha các bác, ampere ở đây nha. Các bác nhìn nó dễ nhá. Rồi. À, để cái này nó tầm đồng hồ kim nó 4A, còn đồng hồ số nó hơn 4A tí nha. À, đây nhấn cái này nha. À, nhấn này thì nó lấy chỉ số chuẩn nhá, em bật này. Lại nha, bật này. Đó, 4.15 nha, giống như nhau nha. Thấy không? Rồi còn nhả cái này ra nha. Nhả cái này ra thì nó sẽ không có chuẩn bằng ấn cái này nha, tại vì cái dòng này của nó chỉ là 4A nha. Rồi em bật này. Đó. Đó, còn ấn cái này thì nó sẽ chuẩn nha. Đó, những cái dòng dưới 10A ấn cái này rất chuẩn. Rồi, ok. Rồi, tắt đi này, để em tháo cho bác coi bên trong này.
pin này, pin zin này, tháo luôn. Không chỉ tháo cái này nha, mấy cái này không tháo nha các bác, mấy cái này tháo khó, mấy cái nhỏ tháo khó, mấy cái to nó dễ này, mấy cái nhỏ này tháo mà đất dây chết luôn. Mấy cái nhỏ toàn dây nhỏ mà. Đấy, rồi này bên trong nha. Cái to này tháo ra tháo vào còn dễ này. Đấy, dây rút đây cũng được, rút kia cũng được. Rồi, này mã số 6800 nha. Đấy, 800. Rồi, đến mấy chiếc mini đây. Đó, 4 chiếc mini luôn. Rồi. Cái này là mã số 7800 này. 800 này. Này của Kyujitsu. Đấy, bằng cái kia luôn, Kyujitsu nha, mini để lấy cái thước đo nha các bác. Rồi, cái này cái mini này. Đấy, cái chiều dài nhất của nó là được 15 cm nha. 15 nha. Đấy, cái chiều này. Chiều này là 5 nha. Đó, 5 cm. Chiều dày của nó, dày nhất của nó được 2.5 gần 3 gì đó ha. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, còn trong một chiếc con da nhá, mã số 7800 nha các bác, 800. Con này là model này. Kyujitsu nha, model là 2013. Đấy. Sản xuất tại Thái Lan nha các bác, dòng Kyujitsu nó sản xuất tại Thái Lan này. Đấy. Made in Thái Lan nha. Nha. Kẹp này nhỏ nhỏ xinh xinh. Các bác đi làm bỏ túi tiện này. Đó. Rồi cái này nó đo tối đa 200A này. Nó có thang là 20 và 200A nha. Rồi, để thang 20 đi. Đó, thang 20 nhá. Rồi, test máy này. Đấy, các bác so sánh hai cái này nha. Rồi, con này 4A này. Bật nha. Đó, ok chưa? Rồi để 200A nha. Đấy, 200 này. Bật này. 0.4. Đó, tại vì cái dòng 200 mà. Đấy, nó không có ra được cái chỉ số sau cùng. Đây nút giữ này, giữ giá trị lại này. Đấy, nó không nhảy nữa. Đấy, tắt. Rồi, tắt nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đấy, còn lại mã số 7800 này, hộp này. Đấy, màu da của nó nha. Rồi. 800. Rồi. Con này bao nhiêu đây? Là mã số 8 1 triệu nha. Con này sản xuất tại Nhật nha các bác. Sản xuất tại Nhật nha. Con model là Motin này, 220 nha. Đấy, con này cũng có 20A và 200A nha, cũng giống tính năng con kia thôi, con này cũng vậy luôn. Đó, hai con này cũng vậy luôn, 20 và 200 này. Đấy, bằng tiền nhau nhé các bác.
Này nó khoảng 16 cm thì hơn 15 tí, gần 16 nhá. Cái rộng của nó này, rộng của nó là 5.5 này, vòng trong của nó là 3 đi, hơn 3 tí đó, vòng trong nhá. Đấy. Này nhỏ xinh xinh này, hộp của nó nhé, bỏ ra nhé, phải được 8-1 triệu nhé các bác, 1 triệu. Rồi bật lên, để 20A nha. Rồi bật nha. Đấy, 4.11 này. Rồi 200A nha. Đấy. Nói chung là dòng nó bé để 200A nó không chuẩn được. Rồi, con này sản xuất tại Nhật nha. Tắt giấy này. Rồi mã số 8 1 triệu. Tiếp tục mã số 9 cũng giống vậy nha các bác, giống vậy nha. À, nó khoảng 10, con này nhỏ hơn con kia xíu nhá. Đó, khoảng 15 nhá. Con này là con model này, Desan này, CP200 nha. CP200. Con này cũng sản xuất tại Nhật luôn. Pin này. Đó. Nó dùng cái pin cúc áo nhá. Này. Đây. Pin này đầy, pin này em bán nhiều mà. Rồi ok bật lên đấy, để 20A này. Đấy. Rồi bật nha các bạn, 4.10 mấy này, 4.10 mấy này. Rồi để 200A nha, gạt xuống này, bật nha các bạn. Ủa, hai cái này giống nhau nhỉ, cái này cái kia. Đây các bác, đo cái dòng cao này, hai cái này giống nhau này nha, để đo dòng cao nha. Dòng cao, hai cái này giống ghi nhau luôn. Bật này. Đó, 3.7 thấy không? Con này nó dòng cao, nó cao hơn xíu này. À con này để đang để đồng thấp quên, để đồng cao nha. Gạt lên 20 này, 20 này. Hai con này đo giống nhau luôn. Đấy, thấy không? Ghi nhau luôn. Đấy. Hai con này đo giống nhau á. Rồi, con này cũng vậy luôn nhé các bác, cũng 1 triệu luôn, mã số 9. Đấy, 1 triệu luôn. Rồi, con này thì cao tiền hơn chút. Đó, con này nó đo là dòng giò nhé các bác, con này để đo dòng giò nha. Rồi, để em đo cho các bác này.
Rồi cái chiều dài của nó là khoảng 18.5 cm nha. Đấy. Cái gọng của nó này to nhất này. 7 này, 7 cm nha, vòng trong nha. Vòng trong nó khoảng 4 cm nha. Đấy, 4 cm nha. Rồi. Chiều dài đây. Dài cái khúc này nó khoảng 2.5 này. Đó. Con này to hơn mấy con kia xíu. Đấy. Rồi. Con này là model là Mutin này, 340 nha. 340. Nó đo được tối đa là 60A, con này chuyên về dòng giò nhá các bác, dòng giò đó. Đấy, 20mA này, 20mA này. Con này chuyên dòng giò. Để tí em sẽ đem ra ngoài em test dòng giò cho dụ như các bác đó. Giò động cơ đấy hay là những cái gì nha. Tí em đem ngoài em test cái đó. Rồi em sẽ test cái máy sấy này trước. Đó, test cái dòng cao trước nhé, tí ra ngoài test dòng giò sau. Rồi. Rồi, bật nha các bác. Bật tâm bảnh. Mấy con nhỏ nhỏ nó test đúng nhau về, mấy cái dòng cao test đúng nhau luôn. Con này cũng 3.7 mà. Dòng cao. Rồi. Đây nha, các bác nhìn hai cái này cũng 3.7. Mấy người nhỏ chắc giống nhau. Đó. Giờ dòng cao rồi. Giờ ra ngoài test thùng giò. Con này cũng sản xuất tại Nhật nhé các bác, Nhật Ben nhé. Mã số 10 1.4 nhá. Đó, để em cầm ra ngoài em test đồng giò các bác nha. Test đồng giò này. Đây nha các bác, test đồng giò cái máy tính này em nhá. Đấy, cái máy tính. Đấy, đây này, đây là cái dây này, cái dây em tiếp mát này. Tiếp mát cho nó giật giật đấy. Nhiều khi các bác cầm cái máy tính sờ vào nó thấy giật giật nha. Đấy, coi nó giò bao nhiêu. Đấy, đồng giò này. 402mA nhá. Đây là đồng giò nhá. Đồng giò các bác. Đấy. Đấy. Đẹp này. Đấy. Đồng giò máy tính các bác. Đồng giò động cơ các bác, cắt đồng giò động cơ nhé. Rồi cái video này giới thiệu các bác 10 sản phẩm nha. Đó các bác coi video ai ơn món nào thì liên hệ với em qua số Zalo điện thoại ghi dưới màn hình nha. Rồi xin chào các bác.